Xin chào anh em yêu thích bàn luận đúp bông ở Defashop. Hôm nay có nhận được một gói hàng ở trong Sài Gòn gửi ra. Anh Hưng, anh ấy có bảo là anh dùng đúp bông này 2 tháng rồi nhưng mà chưa biết cách thay đá. Chú thay cho anh cái rồi gửi bảo cho anh. Thì khi mở được gói hàng này em khá là bất ngờ vì hai điều. Thứ nhất đấy là cái hình thức của chiếc bàn luận đúp bông này sau 2 tháng sử dụng vẫn rất là mới. Anh em có thể nhìn xem không hề có cái tình trạng bị bay màu hay là xước gì cả. Đấy, anh em nhìn xem không khác gì lúc mới mua luôn đấy. Cái điều thứ hai đấy là đá chiếc bật lửa đúc bông này dùng đến 2 tháng rồi mà mới phải thay mới bị hết đấy, quẹt là không thấy tia lửa nữa, chứng tỏ là không còn đá anh em nhé. Đó thì hôm nay em nhân cái dịp đấy em xin làm một cái clip hướng dẫn anh em thay đá này, bánh xe này, rồi những cái cách bơm ga của bật lửa đúc bông này cho anh em có thể dễ dàng hơn khi sử dụng anh em nhé. Đó thì trước hết là vấn đề bơm ga, anh em có thể rất là dễ dàng thôi. Ở dưới này anh em nhìn thấy có hai cái lỗ này, lỗ bên phải bơm ga này, bên trái ở điều chỉnh cái mức độ to nhỏ của lửa nhá. Bình về bơm ga thì anh em có thể sử dụng bình ga này, bình ga chuyên vô đúc bông thì nó có cái đầu bơm ở trong này luôn nhá. Bên em có bán 60 ngàn một bình đấy, chuyên vô đúc bông luôn. Còn bình ga là anh em mà không mua được bình ga này thì anh em mua bình ga Blue Sky này, anh em mở cái nắp ra đó, anh em mà nhìn thấy có cái số, có 50 số này, 1 2 3 4 5 này, anh em vặt cái van ở số 5 này ra nhá. Thì em vặt thì nó ra được cái van này đó, số 5 này, anh em nhớ số 5 nhé. Rồi anh em lắp vào cái bình cái van này xong anh em bơm như bình thường thôi. Đây, cho vào lỗ bên phải này bơm. Đấy, ok, đấy là cái thứ nhất về bơm ga. Thế là dễ dàng thôi, khi hết anh em có thể tự bơm vào chứ không cần ra tiệm hay là gửi về để vào shop gì cả. Đấy. Thứ hai, đây là cái điều chỉnh cái to nhỏ này. Thì anh em vặn có dấu cổng nhé, anh em vặn theo chiều ngược kim đồng hồ thì lửa sẽ to lên. Còn vặn theo chiều kim đồng hồ thì lửa sẽ bé lại anh em nhé. Đây có một cái lẫy này. Đấy, lẫy này anh em có thể vặn to nhỏ tùy ý. Đó. Về cái tiếp theo đấy là cái thay đá. Đây. Thay đá và thay bánh xe nhá. Anh em có thể nhìn này. Anh em có thể nhìn thấy có một cái lẫy ở đây nhá. Lẫy này. Anh em gạt xuống. Gạt xuống và giữ cái này nhá. Gạt xuống đó thì cái lẫy này nó sẽ bung ra. Anh em lấy ra như bình thường thôi. Đây, dí cái này nhá. Đó, lấy cái lẫy này ra thì anh em nhìn thấy cái rãnh nhá, có hai cái rãnh thì cái rãnh này để đựng đá này, rãnh này là để đựng đá dự trữ này. Thì em có một viên đá rời ở đây rồi, em bỏ vào nhá, bỏ vào cái lỗ này đấy, anh em nhìn rõ chưa. Đấy, khi nào đá hết thì đá sẽ hết hẳn luôn, thì cái lỗ này đã hết này, giờ em thêm một cái đá và thay bánh xe thì anh em có thể đây thôi, rất là dễ dàng thôi, bánh xe đây. Đó. Ok. Giờ anh em lắp cái này lại. Rất đơn giản thôi. Đấy, anh em đệ này nhá. Đệ này này, anh em dí vào dí xuống nhá. Anh em dí dí xuống theo chiều này này. Con tay dí xuống này xong kéo sang. Đó, nghe cái tách phát ok. Anh em đánh lửa. Đấy, cái này hết ga rồi. Cái này đấy, thấy chưa anh em, thấy chưa lửa hơi bé thì anh em vặn đó, cái này không phải hết ga mà là do lửa hơi bé, thấy chưa anh em, điều chỉnh cái mức lửa theo sở thích của mình thôi, rất là dễ dàng đó. Ok thì những cái sản phẩm như đúc bông hay là Zippo thì bên để phát shop có chế độ bảo hành trọn đời anh em nhé. Khi mua thì anh em được tặng thêm một vỉ đá này và hộp, sổ sách, thẻ bảo hành rất là đầy đủ đó. Ok thì kết thúc clip này thì em muốn chúc anh em có những cái đam mê hay là tiếp tục giữ vững cái đam mê của mình, và nếu có bất kỳ vấn đề gì về thắc mắc về bật lửa đúc bông anh em hãy để lại số điện thoại hoặc hoặc là inbox qua fanpage cho em,
hoặc là gọi điện đến số 0246 509 888. Đấy, ok. Xin chào anh em và hẹn gặp lại. Chúc anh em vui.